Tướng Mỹ ca ngợi M1 Abrams và khẳng định mẫu xe tăng chủ lực sẽ tạo ra khác biệt sau khi chuyển cho Ukraine. Tôi cho rằng M1 Abrams là xe tăng tốt nhất thế giới, dù điều này thiên vị. Tôi nhận định sau khi chuyển giao, xe tăng M1 sẽ tạo ra khác biệt, Đại tướng Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, ngày 22 tháng 4 nhận định. Tuy nhiên, tôi vẫn cảnh báo rằng không có viên đạn bạc nào trong chiến sự. Tướng Milley đưa ra bình luận sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin thông báo nước này sẽ chuyển xe tăng M1 tới Đức trong vài tuần tới. Để huấn luyện binh sĩ Ukraine vận hành, một quan chức Mỹ cho biết vài trăm binh sĩ Ukraine sẽ tham gia khóa huấn luyện kéo dài khoảng 10 tuần. Mỹ hồi tháng 1 cam kết cung cấp cho Ukraine 31 xe tăng chủ lực M1A2 Abrams. Một số quốc gia khác đã chuyển cho Ukraine xe tăng chủ lực, trong đó có mẫu Challenger 2 và Leopard 2. Ukraine gần đây nhiều lần đề nghị phương Tây viện trợ tiêm kích tiên tiến như F-16, song chưa được chấp thuận. Khi được hỏi về nhu cầu tiêm kích tiên tiến của Ukraine, tướng Milley nhận định nước này trước tiên cần các hệ thống phòng không mặt đất. Nga thận trọng khi tới Ukraine do nước này vận hành hiệu quả các hệ thống phòng không. Đó là điều quan trọng nhất hiện nay, tướng Milley đánh giá. Bình luận được tướng Milley đưa ra trong bối cảnh các quan chức phương Tây và Ukraine nhiều lần đề cập về đợt phản công quy mô lớn trên nhiều hướng. Ukraine kỳ vọng có thể giành lại nhiều vùng lãnh thổ mà Nga đang kiểm soát trong đợt phản công này. Tuy nhiên, một số tài liệu bị dò dỉ cho thấy Mỹ bi quan về chiến dịch phản công của Ukraine khi không đủ nguồn lực và quân số để giành lại đáng kể lãnh thổ. Việc Nga đã củng cố phòng tuyến cũng như vấn đề trong cung ứng đạn dược và huấn luyện có thể khiến Ukraine chịu thương vong trầm trọng. Một số chuyên gia phương Tây đánh giá với nguồn lực hiện tại, Ukraine khó giành chiến thắng mang tính quyết định và thay đổi cục diện chiến trường, cũng như không có gì đảm bảo họ đạt được kỳ tích như đợt phản công tháng 9 năm 2022 tại tỉnh Kharkov. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg ngày 21 tháng 4 vẫn bày tỏ tin tưởng Ukraine có thể giành lại nhiều lãnh thổ trong đợt phản công. Ông Stoltenberg nhận định các bên cần thảo luận về nền tảng mới để hỗ trợ Ukraine, cũng như đảm bảo vũ khí phương Tây đã chuyển cho nước này tiếp tục hoạt động. Theo Reuters, cảm ơn các bạn đã xem bản tin.